chào mừng anh em chúng ta quay trở lại cái buổi phân tích thị trường trong tối nay tối nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường và cập nhật về xuống của bitcoin em nhé bitcoin của chúng ta thì thị trường của chúng ta thì về cơ bản là cái sự thay đổi và cái sự biến động nó cũng không quá nhiều phải không mọi người anh em còn nhớ về an coi hôm trước mình có phân tích không hôm nay mình có xem lại này chia sẻ với anh em về một số những video mà mình có chia sẻ Em còn nhớ một hôm mình có phân tích an coi đây không? Ở cái buổi live cách đây khoảng 4 ngày Thì mình có phân tích thị trường nên là mình có bảo anh em là cái khả năng rất cao đúng không ạ? Và nếu như mà để cho mình là những người tạo được thị trường thì mình sẽ làm sao anh em? Em còn nhớ là cái hôm mà phân tích thị trường mình có phân tích nào không? Mặt biểu đồ con Nia nhá về <laughs> cơ bản là nếu mà anh em mà nhìn thì cái tổng quan thị trường nó khá là khá là đúng với cái điều mình điều mà mình phân tích mọi người gần như nó khá là sát đúng không thì cái hôm mà thị trường nó chạy lên cái bùng trên này, này thì mình có chia sẻ với mọi người đó nha nếu là mình thì mình sẽ gì ạ đẩy cho ăn coi mình sẽ rũ người chơi bằng cách đẩy cho ăn coi quay trở lại test đáy đây thì mọi người có nhớ cái biểu đồ con nia mình có vẽ về hai đô không <laughs> thì làm sao ạ thì cái kịch bản này ngày hôm nay nó đã xảy ra rồi nia nó đã quay trở lại nó test lại đáy rồi có là nếu như mọi người mà theo dõi và mọi người chú ý thì bản thân của mình thì mình lại, gần như là mình lại hay phân tích nó khá là khó hiểu đúng không khi mà thị trường đi lên này này Bình thường là đúng ra là khi mà thị trường đi lên như này Thì chúng ta lại phải tiếp diễn chúng ta phân tích nó đi lên đúng không Mới sẽ phải tiếp tục mọi người phân tích nó đi lên Nhưng mà mình thì mình lại gì ạ Lại phân tích mọi người là là cái khả năng rất cao nó sẽ quay trở lại nó test đáy Và đây là một cái nhịp mà những người thảo thị trường Và đây là một cái cách làm giá mà những người thảo thị trường họ sẽ rũ người chơi và kịch bản này nó đã xảy ra rồi cái kịch bản mà mình từng chia sẻ với anh em nó đã và đang xảy ra rồi thế nên là về cơ bản thì mình nghĩ rằng là thời điểm này có thể gom hàng được như bản thân của mình thì mình cũng đã gom hàng rồi nên anh em chúng ta cũng có thể gom được cùng mình với mình thì mình gom rồi đang gom rồi thì uh, nó chạy theo cái plan này thì chúng ta gom thôi anh em nó đâu có vấn đề đâu anh em nhìn xem con nào nó cũng thế đáy luôn anh em bật chặt đây một ra luôn ấy. con nào cũng thế này đáy của cái đợt vừa rồi luôn ấy thế nên là vừa rồi mình mới bảo anh em ấy nói nhà anh em nào mà có lợi nhuận ấy anh em mà mua được cái đoạn này này anh em còn nhớ cái đợt mà mình có bảo anh em là anh em nào mà mua được cái đoạn này mà lên đây mà có lời không chốt đấy là cuối cùng có khi này về bờ của nó thậm chí còn bị âm thì cái kịch bản này nó đã và đang xảy ra rồi em hiểu không ạ thị trường nó không có vấn đề gì nguy hiểm đâu nhé nhưng mà một mình phân tích để cho mọi người hiểu đó là đây chính thức nó là một cái phiên rũ người chơi cái cái, cái kịch bản nó rũ người chơi nó đã xảy ra rồi đó thì với mình thì mình hay mình mình thời điểm này thì mình gom dần thôi ạ thời điểm này thì mình không biết là trên cộng đồng là người chơi nào nhưng với mình thì mình thấy rằng là nó cũng không có gì mà để nó quá nguy hiểm để mình mình không dám mua cả ở cái đợt này thì mình nghĩ rằng là người chơi sẽ cắt coi khá là nhiều Đợt vừa rồi bắt đầu ăn con season đúng không? Anh em đợt vừa rồi anh em lên cộng đồng ai mà là ăn con season, ăn con chuẩn bị bay rồi Ai vẫn thích coi lên, mình là người phân tích xuống cái này Thế đến ngày mai nó xuống thật rồi cái tầm này thì theo mình là bây giờ gom dần thôi Mục tiêu của mình thì sau cái nhịp điều chỉnh này thì thị trường nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tốt nó tăng trưởng lên Đúng không? Còn đến tập này mà nó rơi xuống tiếp thì là hơi căng đấy nhá Nếu mà tầm này mà nó rơi xuống tiếp thì chắc là mình thấy là cũng ghê Nhưng mình nghĩ không nghĩ nó rơi được đâu nếu mà tầm này mà nó rơi thì mình thấy là nó hơi uh, hơi căng như nếu mà bản thân của mình nếu mà để mình làm giá lần là này mình sẽ đẩy lên nếu mà để cho mình đợt này mà mình làm giá thị trường mà để, để cho mình làm giá ăn coi mình sẽ đẩy lên mình sẽ đẩy ăn coi vượt qua cái đỉnh mình sẽ vừa vượt qua cái đỉnh cũ này hoặc ít nhất là test này cái đỉnh của D một ví như con atom nếu mà để mình làm giá nhá nếu mà để mình làm giá nhá thì mình sẽ đẩy lên test lại cái đỉnh của d một thì cái đợt vừa rồi mình có phân tích với anh em nói là an nó khả năng rất cao nó sẽ test đỉnh của h 4 rồi nó sẽ test, test đỉnh của d 1 thậm chí nó sẽ vượt qua thì nếu mà đợt này mà để mình làm giá ấy, cái kịch bản mà diện ạ cái kịch bản nó quay trở lại nó test này cái đấy nó xảy ra rồi đúng không thì đợt này nếu mà để cho mình làm giá mình sẽ đẩy lại thị trường và mình sẽ đẩy nó vượt qua hẳn lên đây đấy, nếu mà để mình làm giá đợt này mình sẽ đẩy như vậy còn tất nhiên là anh em phải nhớ cho mình một điều nhá mình không phải những người tạo thị trường đâu nên mình chỉ phân tích thôi nhưng mà ít nhất là cái phân tích của mình trong tháng vừa qua nó cũng khá là sát từ cái việc mà nó đổ dòng tiền vào nó đẩy bit từ cái việc mà ăn coi là không đẩy từ cái việc mà mình bảo anh em này đừng mua an coi hãy mua bit đi rồi từ cái việc mà mình có bảo anh em này cái ăn coi trong ngày sóng vừa rồi nó là phải sóng đẩy fomo nó không phải sóng tăng đâu cái thời điểm mà lúc mà mình bảo anh em là sóng đẩy của ăn coi mình biết rằng anh em ở trong nhóm bên mình khảo sát anh em là cái đợt mà mình có bảo anh em là cái sóng này là cái sóng an ăn coi đẩy fomo ấy có anh em là không tin không có anh em lúc đấy mà mọi người nghĩ rằng ông Hiếu lại ông phân tích không phải không đây là sóng đẩy thực sự không anh có comment giúp em được không ạ cái đợt mà em bảo mọi người cái đợt mà mình có bảo anh em mình là cái sóng đẩy quán coi nó chỉ là sóng fomo thôi cái sóng này này cái sóng đẩy lên này này thì thời điểm đấy là có anh em nào không tin rằng đấy là sóng fomo không có thời điểm đấy thì anh em chúng ta có nghĩ nào ạ mọi người có nghĩ đây là sóng sóng fomo không hay là một người nghĩ rằng là đây là sóng đẩy thực sự mọi người comment giúp em nhé khảo sát anh em một tí nào thời điểm đấy thì mình có phân tích với mọi người là đấy là chỉ là con sóng đẩy fomo thôi mặc dù thị trường nó đẩy đến, đến xanh nhưng mà thực ra nó chỉ là sóng fomo của thị trường còn không biết là anh em thời điểm đấy mọi người nghĩ nào Có comment giúp em được không ạ <laughs> Hiếu côn cắt 30k7, 30k8 Anh thấy là chuẩn em mà Và giờ anh đang chờ BC đẹp nhất đúng không Khi cái đợt mà thị trường nó đẩy lên này Thì anh em nghĩ rằng đây là sóng đẩy hay là sóng FOMO ạ Cái đợt thị trường nó đẩy này Có nếu như mà mọi người không nghe em Thì mọi người nghĩ rằng đây là sóng đẩy hay là sóng FOMO ạ? anh em đấy đợt đấy coi xanh lắm mọi người nó hôm nay không phải ngày hôm nay nó đỏ đâu coi xanh cực kỳ luôn ấy cái mấy hôm mấy hôm trước thị trường nó đẩy coi xanh lắm ấy nó đẩy rất là xanh nó đẩy rất là xanh luôn thị trường nó đẩy rất là xanh đúng không thời điểm đấy thì mình có chia sẻ với anh em là sóng này này nó chỉ là cái sóng đẩy form mua của anh coi thôi chứ nó không phải là một cái sóng uh, nhà cái người ta đẩy các dự án nên cái sau đó thì mình có phân tích thì mình biết rằng sẽ có những anh em tin rằng đấy là cái con sóng đẩy phong mô nhưng mà cũng sẽ có nhiều anh em chúng ta tin rằng đây là cái mùa sóng anky season sau đó thì có thể mọi người sẽ nhảy vào phong mô nhưng mà đến ngày hôm nay thì cái con sóng đẩy phong mô này nó đã xảy ra rồi tại vì sao mà nó đã xảy ra và mọi người đã thấy nó đúng tại vì cái con sóng khi mà nó đẩy xong nó lại quay trở lại test lại cái đẩy cũ thì để mình hỏi anh em mà đây không phải sóng phong mô nó là sóng gì chỉ có sóng FOMO nó mới làm được như vậy thôi còn nếu như sóng FOMO nó không đẩy được đâu thì ép về đây thôi là nó hết Thế tiếp tục nó đẩy lên thì mình phải nói với anh em nhé đây là con sóng đẩy FOMO và cái con sóng này thì nó sẽ giống với con sóng rũ người chơi nên thời gian này thì uh, mình kỳ vọng thị trường nó sẽ tiếp tục tăng thôi tầm này người chơi mà dám cầm ăn coi là mình thấy là cũng khá là liều khỏi cái đợt này thị trường có điều chỉnh này mà thị trường nó giảm giá này mà anh em mà chúng ta mà dám cầm ăn coi thì mình nghĩ rằng anh em cũng khá là liều đấy với mình thì uh, với mình thì mình mình không nghĩ rằng đợt này thì nó sẽ ép quá sâu được nữa đâu tầm này mình phải nói với anh em là tầm này ép nó ép rất là sâu nhá. thị trường đợt này nó ép rất là sâu rồi còn tầm này mà nó ép sâu nữa thì mình thấy là hơi căng nếu mà nó ép sâu nữa thì mình sẽ không mất thêm đâu nhá. đợt này mình bắt rồi mà nếu mà nó ép sâu nữa mình sẽ không mất thêm mình phải nói với mọi người trước chứ nhiều anh em này cứ tưởng là nếu mà nó ép sâu quá là em sẽ bắt thêm không ạ nếu mà nó ép sâu quá thì em sẽ không mất thêm tại vì đây là cái, cái vùng giá mà nó trong cái hạn mức mà em cho phép là nó xuống rồi còn nếu mà bây giờ nó tầm này mà nó xuống thêm những cái nhịp mà rớt xuống đây nữa thì có thể chúng ta sẽ tình đoán chúng ta cắt nào chứ không phải chứ không phải là chúng ta gì ạ chứ không phải là chúng ta để xe thôi nhá nếu nó xuống cái đoạn này có thể là chúng ta sẽ phải cắt tại vì có thể nó sẽ tạo một sóng giảm nhưng mà với cái tình hình dòng tiền hay là về cái xu hướng này, về cái trả cuốn cái đồng an coi thì mình không nghĩ rằng nó sẽ giảm được quá sâu nữa thì mình nghĩ rằng cái vùng giá này có thể gom dần được thì uh, mình cũng thấy là ok bản thân của mình cũng gom rồi <laughs> ok mà mọi người tầm này thị trường mình thấy là ok mà tầm này thị trường nó sợ sợ nó xuống nó xuống sâu lắm rồi anh em tầm này mình thấy nó xuống sâu rồi nên tầm này view đẩy lên thì nó đẹp hơn tầm này nó view đẩy lên thì đẹp hơn anh ạ điều chỉnh này ok lắm rồi anh em ạ ăn coi nó giảm cho test hết đáy của này rồi bây còn gì nữa đâu anh em anh em ôm ăn bây giờ bị âm nhiều nhá anh em ôm ăn nó đúng cái kịch bản mà âm khoảng 15 đến 20 mình chia sẻ với anh em luôn đấy anh em nào mà cứ ôm ăn thử ôm ăn xem là bây giờ tài khoản của mình đang bị âm khoảng 15 đến 20 phần trăm đang bị âm 15 hai trăm nhưng mà theo mình thì đây là sóng rũ thôi nha sóng này là sóng rũ người chơi thôi sau khi rũ xong thì nó tiếp tục nó diện nó đẩy lên nó đẩy lên nó hợp lý hơn có thể vị như con flow này nó thể nó sẽ đẩy lên lại được tầm 1.2 chẳng hạn đi cao hơn nó thể đẩy lại, đẩy lại test lại cái đỉnh cũ này đi là khoảng tầm 1.3 tùy vào cái mức độ đẩy nó khá là sát rồi nên theo mình thì tầm này thì anh có thể vào hàng dần cũng không phải là cái gì đó nó quá nguy hiểm hay là nó khiến cho anh em hoang mang cả đấy thì anh em tính toán nhé mọi người nhé chỉ còn 40% mươi ở đô thì giờ mua bc hay anh có hiệu quả hơn đó. em khuyên mọi người rồi nhé anh em mua mọi người quản lý vốn nhé đừng ôn in nhé anh em làm ôn in thì em không tư vấn được đâu mọi người ôn in gạch bài toán hai cái video quản lý vốn mà em chia sẻ với mọi người mọi người cần phải xem nhé quản lý vốn mà anh em cứ đánh ôn in thì sau này mọi người dễ dàng mọi người bị thua lỗ lắm. và thứ hai là mọi người mọi người có thể mọi người sẽ bị âm tài khoản rất là nhiều và cái cơ hội khi mà mọi người bị âm mọi người làm lại sẽ lâu hơn nên em khuyên mọi người là không nên ôn đâu nhá mọi người ôn in mọi phải tính toán giúp em tự tính toán giúp em em không không bao giờ bản thân của em bây giờ em không đánh ôn nữa rồi này nó rất là mạo hiểm mọi người phân bổ vốn tối đa mình khuyên anh em lấy một cổ đánh nếu mà cái cái thời điểm mà thị trường nó đẹp lắm cổ đánh thì đánh tối đa là khoảng 70 mươi cho tám mươi thôi nó cũng là một cái tỷ trọng cao rồi, chứ cũng chúng ta cũng không nên đánh đánh 100% vốn, tại vì đánh 100% vốn thì đến một tháng này đúng thật là tài khoản em đã tăng được nhiều đúng không? Nhưng mà cái trường hợp rủi ro cái trường hợp mà anh em bị âm tài khoản này ra Nó có chứ, đúng không? Trường hợp cắt nỗ là bình thường trong thị trường mà, nhưng mà nếu mà mọi người không quản lý vốn thì có thể là mọi người sẽ gì? ạ Sẽ bị uh, bị uh, âm hoặc là mọi người cái cơ hội về bờ mọi người sẽ khó hơn. Về cái nick thanh coi thì em có bot mọi người trong nhóm rồi nhá, anh em có thể vào và cái tỷ trọng thì em em cũng có bot mọi người trong nhóm rồi. anh ơi mua BC và ăn thì có cài sắm nó hay không anh nhé không đánh gọi đánh đất sóng đâu mà cài sắm nó mọi người khi nào mà thị trường nó đảo chiều xu hướng anh mới, mới mới, mới cắt ra ngoài thôi mọi người nhớ cho mình là đánh theo cái xu hướng ấy đánh theo dòng tiền thì sẽ không cài sắm nó cài cài mọi người cài rất là dở cài là chỉ cần là theo kiểu mọi người chơi hoặc là mọi người đánh future là phải cài một là phải cài với cái việc mà đánh đất sóng hoặc là với cái việc mà anh em mà đánh future trò một phải cài sắm nó nhá nhưng mà bởi đánh theo xu hướng mà dòng tiền thì khi nào những cái tín hiệu nó không ổn thì mình mới cắt ra đấy chứ đánh này bị anh em cài xong nó cài ở đâu đúng không chả biết cài ở đâu luôn mà anh em cài rất dễ nó cắn xong cái nó hồi lên nó rất dễ đặc, đặc, biệt là cái đợt vừa rồi anh em nào mà đánh cái sóng của h 4 ấy cắn xuống mắt liên tục đây này anh em nào mà đợt vừa rồi có đánh cái đoạn này này cắn xuống mắt liên tục luôn ấy mà có khi là đợt này cắn này bị cắn xuống mắt ở đây rồi một cái vòng nó luẩn quẩn nên nó sẽ khác cái việc nứt sóng cái việc mà đánh future và cái việc mà đánh trong sóng trung hạn đánh trong sóng sóng long tiền thì những cái con sóng này thì mình sẽ không cài khi nào mà thị trường nó đảo chiều thì mình mới cắt lao ra đấy tầm tầm này thị trường nó vẫn đang ở trong một cái trend tăng mà nên mình sẽ không cài sấm non nhé mọi người nhé thứ hai là mình đâu có đánh hết vốn đâu anh hiểu xem hộ em con hai file thì tb bao nhiêu á tầm này anh nghĩ là cứ mua trước đi chứ tầm này mà đang mua mà tầm này đang mua nên mình cũng chưa nên đặt ra cái TV đâu cái TV thì nó chạy thì mình mình định đến TV còn tầm này thì anh nghĩ là chưa chưa cần đâu để cho nó thị trường nó chạy đi tầm này mình nghĩ là mặt bằng chung thì cũng hơi hơi uh, mặt bằng chung của thị trường này đang tâm lý sợ hãi khá là nhiều đợt vừa rồi anh em đấy cái đợt vừa rồi mình bảo anh em đợt vừa rồi mình cắt đào ra cũng một phần lý do là cộng đồng bây giờ cô ăn coi nhau cô ăn coi nhiều quá em còn nhớ cái đợt mà mình có chia sẻ với anh em không đó đợt này mà cộng đồng các cộng đồng côn ăn coi kinh quá mà mình cảm thấy rằng là nên cái thời điểm mà khoảng 20 mươi tám nó bắt đầu mình cắt ao ra cảm thấy nó ghê quá anh em tự dưng là anh em đi đâu cũng bảo phân tích thị trường nên ai cũng phân tích là dom uh, ai cũng phân tích là dom tụt ai cũng phân tích là ăn coi season kinh khủng luôn mình thấy là nên cái thời điểm đấy thì nó cũng là cái tín hiệu mà mình mình phải mình phải cắt ra khỏi thị trường thôi nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta cắt đau ra và chúng ta mua lại anh ta cũng đòi về số lượng coi mà thứ hai là cái, quyết định đấy thì mình thấy nó cũng khá là đúng đắn còn về view thị trường Mà cái xu hướng gấp một thì mình nghĩ vẫn là cái xu hướng tăng thôi thị trường nó vẫn đang ở trong trên tăng thì uh, mọi người có thể có thể vẫn giữ được cũng không cần phải lo no lắng đâu ừ. uh, <laughs> em mua 0.4 nay đẩy hơn 50% anh ạ. Nó đẩy nhiều thế thì em chốt bớt đi. Anh nghĩ là nếu mà nó, nó đẩy như vậy chốt gốc ra đi. Con hai vai mà em mua mà nó đầy tận 50% thì em cứ chốt gốc ra đi còn đòi em gồng cũng được. Vận 50% mà. Con này con này có gì mà nó đẩy mạnh thế nhỉ? Sợ nhỉ. Chả biết là con này có gì hôm nay luôn mà nó đẩy. Anh nghĩ cứ chốt 50% ra đi. À chốt gốc ra đi còn lại để để lại phần đòi. Hiểu có nghĩ BC tụt sâu đến 27.000 hay không 27.000 thì nó vẫn có thể về được nhé mọi người nhé. em vẫn tính là cái đáy sâu nhất nó về khoảng tầm hai sáu nhưng mà cái khả năng về hai sáu thì em thấy nó hơi khó còn trong hai bảy ngàn nó vẫn là trong phạm vi có thể về được chen thay tên ở ừ, con hai pha này là cái con gì mà đợt vừa rồi đổi tên mình quên mất ở ừ, cái con hai pha này nó đổi tên mình nhắc anh em trong mấy buổi live chứ bởi mình quên cái con này này con 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 quy con quy gì nó đổi tên thì phải mình quên mất tên cái con đấy con này con mới đổi tên nhá nên đời được khoảng 50% thì anh nghĩ là chốt được. Chốt được. 27 ngàn mà Hiếu nghĩ ăn coi tụt sâu nữa hả? À? Không có chứ, nếu mà Bitcoin nó về 27 ngàn thì ăn con nó phải tụt sâu nữa chứ mọi người. Nó vẫn tụt nhé mọi người nhé. Bitcoin nó tụt thì chắc chắn là ăn con nó phải tụt rồi. Đấy, thì mọi người giải vốn ra mọi người mua dần thôi. Hiếu đang nói mình chỉ mua support thôi phải không Anh mới vào group nên chưa làm hết phương pháp đánh của mình ạ ờ, Em sẽ không tư vấn mọi người đánh future chờ đâu nhá Nên tất cả các lệnh của em sẽ là đánh Đánh support nhá mọi người nhá Đánh support là đủ cho mọi người có thể nhân tài khoản rồi Chứ cái cái việc mà mọi người Mọi người đánh chờ thì nó sẽ dễ dàng Và cái rủi ro của mọi người sẽ có nhiều Tầm này mà bây Bitcoin nó bứt phá lên khoảng tầm 29 000 thì đẹp nhỉ anh em nhỉ Tầm này Bitcoin nó bứt phá lên 29 000 Bản chất của giao dịch thì mọi người tính toán để chúng ta tìm điểm vào thôi chứ còn mọi người muốn bắt được cái điểm đáy thì không thể. Anh em nào mà có cái tư duy phải bắt được đúng đáy nhá, sau này kiểu diễn lưu đỉnh. Thật sự luôn. Thứ hai là mọi người cái trường hợp này có hai trường hợp là một anh em lúc nào cũng muốn bắt được đáy và thứ hai là lúc nào anh em cũng phải phải biết được phân tích thị trường là sẽ đi lên hay đi xuống. Chỉ có những anh em mà chúng ta là người chơi mới thì mọi người mới hay suy nghĩ như vậy thôi và những anh em mà rơi vào tâm điểm đông là mọi người phải bắt ở thị trường là sẽ phải như thế nào như thế nào, làm sao mà như vậy được cái câu chuyện mà bắt đúng đáy và bắt bán đúng đỉnh là cái câu chuyện em chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi nếu mà mọi người mà còn tư duy như vậy thì sau này mọi người sẽ còn mất tiền và thứ hai là cái tư duy như vậy nó sẽ khiến cho mọi người mua đỉnh bán đáy luôn ấy một cái vòng mà mọi người cứ thử sau này mọi người sẽ làm y hệt luôn mọi người cứ càng muốn bắt được đáy thì mọi người lại bán đáy mọi người càng muốn bán ở đỉnh thì mọi người càng lại mua đỉnh đấy nên với mình thì mình tính toán vùng thì mình vào dần thôi em ạ chứ còn cái việc mà mọi người mới bây giờ muốn bắt được cái vùng giá thấp nhất nó luôn mọi người là không thể may mắn hình chó để chúng ta sẽ bắt được thôi còn chúng ta chỉ dài ra vùng để chúng ta mua dần thì nó sẽ hiệu quả hơn một cái điều mà nhớ mọi người sẽ nhớ một cái điều là không bao giờ được ôn in nhá đánh ôn in là cực kỳ nguy hiểm đấy nhá nên anh em mà có ý định mà đánh ôn in thì không nên với mình thì theo mình là cái mùa sóng đao chen này thì anh em nên đánh khoảng tầm 50% mươi vốn thôi cũng là ok rồi anh em nào rủi ro thì có thể đi cái volume là khoảng sáu bảy còn không thì mùa đao chen này thì mình nghĩ là đánh cái vốn 50 cũng là ok trường hợp mà thị trường nó xấu thì chúng ta cũng không bị âm nhiều đấy cái mức độ vào vốn vào hay là cái phần trăm mà vốn thì lại tùy thuộc vào mỗi anh em chúng ta tính toán thì uh, anh em mà chịu rủi ro nhiều mỗi người có thể vào nhiều hơn có anh em mà sợ tài khoản động biến động nhiều thì mỗi người vào ít thôi chỉ vào ba mươi hoặc năm thôi đấy thì nói có thể do mọi người tính toán nữa ví dụ em chia sẻ mọi người rồi nhưng mà mọi người sẽ có một cái quyết định riêng Chứ bây giờ mà em làm sao mà em bảo mọi người là bây giờ phải báo hết vốn đi hay là bảo đứng ngoài làm sao được đúng không? Tại vì mỗi người lại có một cái nhận định và mỗi người có một cái suy nghĩ. Nhưng mà cái quyền lợi của mọi người khi mà mọi người vào trong nhóm thì mình mọi người sẽ được nghe cái tư duy của em, mọi người sẽ nghe được cái sự phân tích của em và cái định hướng của em. Cái đấy cái rất là quan trọng. Khi việc em vào lệnh hay là em phân bổ nào em cũng đều bảo mọi người. Thứ hai là mọi người sẽ được nhận những cái tín hiệu về ăn coi nữa nhiều anh em ở bên ngoài có thể là mọi người đôi khi mọi người vốn nhỏ mọi người không tham gia được vào trong nhóm mọi người không tham gia được các buổi dung định hướng thì mọi người đánh thì đôi khi mọi người sẽ nó sẽ không có cái con đường đi nhưng mà em thấy là bản thân của, rất nhiều anh em ở trong nhóm của mình mọi người nhắn tin cho em thì mọi người cảm thấy nó yên tâm hơn nó yên tâm hơn nhiều anh em mà kiểu như là mọi người đánh ở bên ngoài mọi người mất nhiều tiền lắm mọi người có thể là mọi người, mọi đánh future, mọi người cháy nhưng mà sau đó thì cuối cùng là rời vào cuộc chơi nó rất là phí còn em em khuyến khích mọi người là không nên đánh kêu chờ không nên đánh nếu như mọi người chưa đủ kiến thức nếu có đủ kiến thức thì mọi người đánh được BTC bây giờ lên được 29 thì còn cửa xuống nữa. hay lên 29 để lên luôn hay vậy hiếu. Anh anh Đức anh phải nhớ giúp em nhé, nói là cái khả năng nào trong thị trường nó cũng có thể ra, em phải nói với anh là như vậy. Còn nếu như mà bây giờ mà anh hỏi em mà mang một cái tính chất chắc chắn thì em nói luôn là không thể. Ví dụ anh nói em là cái cửa xuống nó có hay không là chắc chắn nó sẽ có cửa xuống nhé nó hoàn toàn có thể thậm chí là bây giờ bitcoin có thể mất tích hoàn toàn là cái điều đấy là điều có thể mọi người ạ? À? bản chất của phân tích là xác suất còn bây giờ mọi người muốn muốn em bảo là bây giờ bitcoin nó lên 29 000 thì nó có cửa xuống hay không mọi người trả lời cho em luôn à. em sẽ khảo sát mọi người nhé nếu như bitcoin nó lên 29 000 thì theo mọi người bitcoin nó có thể xuống được hay không mà em nghĩ là mọi người sẽ có câu trả lời đúng không ạ à? ví dụ đơn giản là bây giờ nhiều khi mà anh em đi ra ngoài đường đi bây giờ mình làm sao mình chắc chắn được là mình sẽ an toàn đâu ạ à? nhiều khi cái tai nạn nó sẽ đến bất ngờ làm sao chúng ta biết được đúng không nên anh anh em hỏi em là cái việc mà nó có cửa xuống hay không không thể thì em nói luôn là chắc chắn nó sẽ có cửa xuống tại vì bản chất kìa mọi người có phân tích 99% thì nó sẽ còn một cái phần trăm rủi ro nó xảy ra đúng không thế nên chúng ta phải tính toán cái bài toán toàn thì vốn thì để chúng ta sẽ phân bổ vốn đấy nhá bây giờ mọi người, mọi người có hỏi em là ngày mai bitcoin có thể lên 100 000 ngàn đô không em ạ? là ngày mai bitcoin có thể lên được 100.000 mọi người hỏi em là ngày mai hiểu ơi bitcoin ngày mai có thể xuống 10 000 đô không thì em cũng trả lời luôn là ngày mai bitcoin nó có thể xuống 10 ngàn nó không sai đúng không ạ bây giờ biết được đâu đấy tự dưng có một cái ai đấy tự người ta bơm bitcoin lên một trăm đô làm sao em biết được đúng không hay là tự dưng có một ai đấy mà người ta ép bitcoin xuống 10 ngàn đô làm sao em biết được nó hoàn toàn có thể xảy ra, nhé. nhá nếu mà mọi người không hiểu về cái 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 việc mà sao rồi theo xác suất thì sau này mọi người sẽ bị mất tiền tại vì đôi khi nó sẽ khiến cho mọi người muốn cái phân tích thị trường nó phải đúng 100% hoặc là không thể sai là không được không thể nên bây giờ có một ai đó mà hỏi em là hiếu hôm mai bitcoin có lên được 100 trăm ngàn đô hay không em bạn nó có thể mà có một ai đó mà có hỏi em là Hiếu ơi mai Bitcoin có thể xuống 10.000 đô hay không em mà có thể Tại vì chúng ta đâu tương tương lai là những cái gì đó mà chúng ta không thể chắc chắn được mà Tương lai nó chỉ là dự đoán thôi Về cái xác suất nó cao hơn thôi Đấy Tại thầy Hiếu bảo là lên 29.000 thì đẹp chứ Đúng rồi lên 29.000 là nó đẹp Ví dụ Bitcoin nó bật lên 29.000 thì nó sẽ tạo một cái đà đả đảo chiều trên bờ 30 Đấy thì nó sẽ là như vậy Ví dụ bây giờ nó mở vượt lên được 29.000 đô này thì ví dụ đánh ví dụ anh em mà đánh kiểu đánh sóng ngắn ấy thì sẽ đợi nó điều chỉnh về đây sẽ bắt đầu một người sẽ tạo một lệnh mua đánh đi lên nhưng mà vẫn phải cài sớm nót đây chứ không phải là đánh ở đây xong là chắc chắn lên mà bây giờ nó đẹp là đẹp ở đây này là nó điều chỉnh về đây này là cái tỷ lệ thằng nó tỷ lệ lên nó cao hơn ví dụ nó nó lên của hai nó điều chỉnh về đây thì cái tỷ lệ lên của nó khoảng tầm bảy còn ba mươi nó sẽ phá đáy tiếp là tiếp tục nó rớt mọi người không ạ nhưng mà ý của em là lên 29.000 thì 70% nó sẽ tiếp tục tiếp tục nó đảo chiều đi lên nhưng mà nó vẫn còn 30% nó sẽ phá đáy anh mới vô khi nào đảo chiều em báo mọi người nha nhé anh vô onin không đâu nhá mọi người nhá em khuyến khích mọi người là không đánh onin đâu nhá anh em xem cái video quản lý vốn đi mọi người tầm này mà mọi người mọi người đánh sau chẳng may mà trường hợp cắt lỗ mọi người làm lại nó lâu lắm nên anh em mà đã có một cái tư duy đánh onin là cái điều đấy là cái điều em không khuyến khích đâu nhá trong giao dịch nó sẽ không lên khi mà anh em mà bị âm tài khoản mọi người sẽ gỡ được lâu hơn bằng chứng là ví dụ anh em mà đánh từ 10.000 đô đi mà anh em còn 7.000 đô bây giờ gỡ lại nó rất là lâu đúng không mọi người nếu lại nó phải tăng được tận 45% nữa Trong khi đó mình chỉ có âm 30% tài khoản thôi Nên cái bài toán quản lý vốn nó cũng cực, cũng cực, kỳ quan trọng ừ. Khi nào thì mình sẽ bắt đầu hâu hải hiếu Hâu thì chưa đâu mọi người Tạm thời em nghĩ là hâu thì mọi người sẽ chờ thêm giúp em nhé Tạm thời hâu thì mọi người sẽ phải chờ thêm giúp em Hôm nay ngày 21 rồi anh em nằm ở anh em nào mà đăng ký khóa học thì ngày 24 sẽ bắt đầu anh em nhé Còn 3 hôm nữa thứ hai này em sẽ bắt đầu đấy. Một số anh em nào mà đăng ký thì mới có thể đăng ký. Trước ngày 24 mới có thể đăng ký được nhé Nếu mà anh em mà đợt này mà anh em anh em mà đợt này mà muốn học thì mình thấy cũng khá là hợp lý. Thứ hai là anh em nằm mà có lợi nhuận ở những con sóng trước rồi thì mới có thể có thể có thể học. Sau này có thể là mình sẽ mở lại nó sẽ lâu hơn hoặc là chưa biết bao giờ. một số anh em nào mà chưa được bạn Đức gửi gửi cho cái ninh nhóm đi mọi người có thể nhắn cho bạn Đức nhé tại vì hôm nay thì mình đã chuyển của hôm nay thì mình đã ẹt mọi người vào trong nhóm rồi đảo chiều tăng lên lại còn sợ gì nữa hả em Ủa rồi anh anh Manzolo, <laughs> anh man zolo anh ấy hỏi em là như này nào nếu mà đảo chiều tăng rồi thì còn sợ gì nữa khó nhỉ đấy là lý do vì sao mà em khuyên mọi người nên đi học đấy Tại vì mọi người hỏi như vậy thì đôi khi là có nghĩa là cái cái suy nghĩ của mọi người về thị trường nó vẫn đơn giản. Nó Vẫn đơn giản. Đúng không? Bây giờ mà đảo chiều được lên mà chắc chắn nó tăng thì có mà em bây giờ em em có mà làm sao chắc chắn được? Không thể chắc chắn được với mọi người luôn ý. Bây giờ mình hỏi anh em bây giờ làm sao chắc chắn được? Bây giờ ví dụ như là tự dưng nó đảo chiều tăng lên thì bây giờ phải có cái điểm SN mà đánh nguyên tắc phải đánh có điểm SN mà, đúng không? Không thể nên nếu mà bảo đảo chiều tăng lên mà ôn in được là cái điều không bao giờ đâu nhá Không thể Điều điều không nên làm Thì bản chất giao dịch thì nó luôn luôn có xác suất thôi Chỉ có những cái kiểu phép tính toán kiểu 1 cộng 1 bằng 2 hay là mà Một phép nhân hay phép chia nó chắc là nó sẽ có một cái kết quả Thì cái đấy là cái đúng Nhưng mà cái việc mà bây giờ mọi người bảo là Phân tích thị trường mà nó theo kiểu là nó phải, nó nó như vậy thì không phải Chỉ có tính toán thôi nó sẽ ra một cái kết quả Đấy còn phân tích thì nó sẽ có xác suất thôi nhé mọi người nhé Đảo chiều ví dụ nó lên đây nó đảo chiều trên màu 30 Nhưng mà nếu mà thế thì bây giờ nếu mà chắc chắn nó lên thì em cũng sẽ bảo mọi người ôn in hết Hay là bảo mọi người có thể là cắm nhà cắm xe để đầu tư vào Nó đâu có dễ như vậy đâu đúng không mọi người Cái này mọi người biết mà em nghĩ là mọi người biết mà Anh Manzolo này chắc là anh uh, có thể là anh cũng mới tham gia thị trường đúng không Hay là anh đầu tư lâu rồi Em nghĩ là khả năng là do anh mới đầu tư thôi Anh anh, anh mới nghĩ như vậy Nhưng mà nó không phải đâu Anh em nào mà đi đi với em đâu rồi Bà anh em nào mà nghe cái buổi live của em nhiều thì mọi người sẽ hiểu. Hiểu ơi, cuối zoom chút lại nét chính của biết nhé, cô mà muộn quá. Nát nữa một là nát nữa cô xem lại, hai là cô lên trên cái hai là cô lên trên cái channel ấy, ở trên cái channel nhóm Premium ấy, thì đấy chính là cái thông tin mà đấy chính là cái thông tin mà quan trọng nhất mà cháu có chia sẻ với mọi người. Nên nhiều khi mà mình vẫn bảo bà anh em ấy là không cần tham gia zoom cũng được. Các buổi zoom đến thị trường không cần tham gia cũng được nhưng mà các cái quan trọng mình sẽ up lên cái channel một là sau này nếu mà mọi người vào sau mọi người xem lại giúp em nhé hai là mọi người có thể là nên cái channel mọi người đọc tại vì cái thông tin trên đấy là cái thông tin mà mình phải nói với anh em là zoom có thể mình không nói nhưng mà trên channel chắc chắn phải nói tại vì bây giờ đâu có ai cũng có thời gian để xem các cái buổi live của mình được đâu ai đâu nhất thiết là cũng có thời gian để xem cái, cái video mà tham gia zoom được đâu nên chắc chắn một cái điều là trong cái nhóm tín hiệu của mình em sẽ phải bot cái thông tin quan trọng nhất lên zoom có thể không nói nhưng mà trong live chắc chắn là trên cái channel chắc chắn phải nói nhé mọi người nhé nên gần như mà anh em mà có xem lại cái buổi uh, zoom phân tích chiều hôm nay thực ra nó cũng chả khác thì trên cái channel và thậm chí nó còn không đầy đủ bằng cơ nó không đầy đủ bằng trên cái channel mình chia sẻ mọi người sập ghê nhỉ nó giảm ghê thật đấy đội ăn coi về nhìn lại mình thấy cũng thấy kinh bản thân của mình mình nhìn lại cái độ ăn coi mình mình đôi khi mình cũng nghĩ là không, là không hiểu tại sao lại quay trở lại test đáy được thật bây giờ đến bản thân của mình mình còn nghĩ là không hiểu tại sao mà nó lại làm giá ghê, ghê, như vậy nó test lại cái đáy của h 4 chính mình là cái người mà mình mở miệng ra mình nói với mọi người là nó sẽ test lại đáy của h 4 à nó lại test, test lại cái đáy đợt đợt quay vừa rồi thì cái kịch bản nó, nó xảy ra mà đến ngày hôm nay mình còn thấy nó ghê mà nó làm giá kiểu như này nó người chơi chết hết mà nó làm giá kiểu này nó khiến cho người chơi mất tiền mà mua ra bán vào liên tục ấy anh em phải hình dung cho mình là riêng nguyên cái con sóng bên này nguyên cái con sóng này người chơi mất tiền rất là nhiều luôn ấy mọi người cứ nghĩ là bây giờ anh em cứ mua được ở đây sao bán ở đây không có đâu ạ à. người chơi đa phần là mỗi người sẽ mua đây này Sao lại bán ở đây này lại mua đây này Sao lại bán ở đây Sao cứ mua ở đây bán đây sau lại mua đây bây giờ lại đang bán này một cái vòng luẩn quẩn nó lặp đi lặp lại chứ còn bây giờ mà anh em cứ lại mua được ở đây mua được ở đây mua được ở đây mua ở đây mua bán đây bán đây bán đây làm sao mà làm được như vậy đâu mọi người đa phần người chơi là toàn làm ngược lại thôi nên mình phải nói với anh em này cái con sóng dây này nó là con sóng mà người chơi mất rất là nhiều tiền mất rất là nhiều tiền luôn bitcoin nó đẩy lên cuối cùng là không tăng được tài khoản mọi người trong nhóm của mình thì mọi người tăng được tài khoản nhá nhưng bên ngoài kia mọi người bitcoin tăng còn bị âm cơ thật bây giờ trong nhóm của mình mà anh em mà đánh cùng em là bây giờ mọi người phải rất mất nảy dương đâu đấy khoảng tầm cầm ba mươi phần trăm mình như mình nghĩ là nếu mà tầm này anh em mất nảy dương khoảng tầm ba mươi phần trăm nhưng mà bên ngoài kia là những con sóng này anh em sẽ bị âm khoảng 2 30 thậm chí âm nhiều hơn. Nên đâu có phải là Bitcoin nó tăng là chúng ta kiếm được tiền đâu mọi người. Bitcoin Bitcoin tăng anh em đánh ăn coi anh em vẫn bị mất tiền bình thường. Đấy thì cái này mọi người chú ý giúp mình nhé Ok mình sẽ trả lời một hai câu hỏi nữa sau đó mình sẽ kết thúc Zoom nhé mọi người nhé Mỗi lần Zoom là mỗi lần hâu coi bớt nó hâu là hơi căng đấy nhé mọi người nhé Hâu coi thì uh hầu coi thì em không khuyến khích mọi người là là em là, là dài hạn đâu có là mọi người đánh thì mọi người uh, mọi người đánh thì mọi người đánh cái sóng trung hạn với em thôi còn bảo là hâu dài hạn thì em sẽ chưa, chưa tính đâu nên tầm này mà mọi người bảo hâu em thấy là no đấy bảo ôm này chẳng trung hạn này được nhưng mà nếu mà bảo mọi người hâu dài hạn thì em cũng thấy nó là nó hơi no tại vì dài hạn thì có thể là thị trường nó sẽ cái đồng ăn coi có thể chúng ta sẽ mua được cái giá nó rẻ hơn giá này cơ tầm này anh em chờ em như hôm trước hôm trước em có bảo mọi người là phải chờ khoảng tầm một Trời tuần nó dập dình dập dình cái vùng này một thời gian tầm này mà anh em tầm này mà anh em vào để chờ vài hôm cho nó dập dình dập dình cho nó xong đi đây là sóng trung hạn tầm nào thì sóng dài hạn là tầm dài hạn thì chắc là phải tầm cuối năm mọi người nhé già dạ này em chờ cuối năm đi em nghĩ là tầm uh, tầm cuối năm nếu mà anh em đánh á nếu mà một ôm dài hạn thì tầm cuối năm đi còn sóng trung hạn này có thể kéo dài trên dưới một tháng nữa đấy có thể phải hết tháng năm là mới chạy được mình sợ nó còn dập dình dập dình không biết là hết tháng năm có chạy được không đây Thì đợt này thị trường nó làm giá cũng lâu Hết tháng 5 đấy. À dựa ý nhất là phải trong tháng 5 đấy mọi người. Tháng 4 mình không chạy vào xóm này đâu. Tháng 4 nó có phải sideways dập đỉnh chán mọi người. Ok bye mọi người nhé. Nát nữa mọi người vào sau mọi người xem lại video nhé. Bye mọi người.